Mến chào quý vị và các bạn. Đạt cảm thấy trong lòng rất là vui khi các bạn quay trở lại chương trình Tâm sự thi công được phát trên kênh YouTube Đạt Channel. Thì trong video ngày hôm nay Đạt lại có mặt tại công trình ở Bình Dương các bạn nha. Thì công trình này của nhà A Bảo. Thì các bạn thấy hôm nay là Đạt đi lắp bồn nước và cũng như lắp cái hệ thống lọc. Thì cái lọc nước này thì Đạt cũng đã quay cũng hình như là cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà hình như là cũng ít người quan tâm các bạn. Thì có những người cái khu vực có cần thôi. Ví dụ như khu vực Long An nè, khu vực Bình Dương nè, Tây Ninh nè, hoặc là những cái vùng mà nằm ở trên cái đoạn Tây Nguyên ấy, thì hay sử dụng nha các bạn nhá. Thì ở đây là các bạn thấy Đạt và cái sư tín sẽ lắp đặt. Ngày hôm qua thì có chú Mười, thì Đạt không có ở trên công trường. Hôm nay thì Đạt lại ghé công trường và xem thử anh em làm như thế nào. Và cũng như Đạt muốn cho các bạn thấy cái quy trình làm việc của anh em mình á. Ở đây các bạn thấy nè, thì anh em mình đã làm lắp ống PR này với cái bồn nước này và cái hệ thống lọc này. Các bạn thấy hệ thống lọc của bên này, hệ thống lọc bên này đó. Ở đây thì các bạn thấy cái hệ thống lọc của anh em mình đang lắp khu vực Bình Dương. Ở đây các bạn thấy nè, cái hệ thống lọc anh em mình đã lắp đặt xong nè. Thì các bạn biết rồi, anh em mình luôn luôn làm tới vị trí là có 3 cái cột lận, chứ không phải anh em mình làm một cột hoặc hai cột thôi các bạn nha. Ở đây mình làm theo cái quy trình để nó ra cái chất lượng nước đầu ra, nước thành phẩm tốt nhất các bạn. Cái sản phẩm nước của anh em mình ra là nó theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế các bạn nha. Thì các bạn thấy ở đây anh em mình đã làm xong rồi, cũng Đạt cũng không nói gì nhiều các bạn ha. Đây các bạn nhìn, còn cái vị trí mà anh em hay nói là chúng ta đặt một cái bồn ở trên cao nè. Bồn này nè là bồn nước chứa nước đầu nguồn, và cái bồn thứ hai nè là cái bồn chứa nước thành phẩm là bồn bên này. Các bạn thấy nó trên lệch khác nhau không? Thì đáng lẽ là cái bồn này nó thấp hơn một chút nữa, cái bồn là hơi cao một chút nữa nè, các bạn thấy không? Nhưng mà ở đây do nhiều cái vấn đề mà mình lắp cái bồn nó chưa có đúng các bạn ha, chưa đúng về cái độ cao của khoảng cách ha. Thì cái độ chiều cao nè nó còn liên quan tới cái gì bạn, liên quan tới cái máy nước nóng năng lượng mặt trời nữa. Thì ở đây các bạn thấy hồi bữa trước mà các bạn thấy Tâm A Đại Pháp như bữa nay mình đang quay rồi đó, thì cái thể thoát nước mưa hôm nay là đặt ở bên này nè, chứ không phải đặt ở trong hộp gen các bạn nha. Đó là cái hộp gen ở trên máy nè. Thì nhiều bạn bữa trước nói là tại sao mình không bỏ cái ống vô với cái ống đường nước của cái đường ống máy lạnh á. Đây các bạn thấy đường ống máy lạnh đây, đây bên này Đạt thấy sĩ tính một mình thì tính hàng thôi, chứ Đạt đâu có họ có biết hàng đâu ha. Ống 50 các bạn nha, 40 rồi lên 50 bên này. Đây các bạn thấy đây, có nhiều bạn mình quay TikTok để các bạn à, những cái mình làm nó chưa có thành phẩm ha. Ở đây các bạn thấy mình anh em đã đặt được cái ống 114 này cho bảo vệ cái thằng ống máy lạnh này, để sau này cái ống máy lạnh này nè, ở trong này nó có một cái gen, thì cái này nó sẽ mai một đi ha, qua thời gian và nhiệt độ môi trường nè, nói chung ảnh hưởng từ môi trường nó sẽ bị oxy hóa nè, và mình phải có một ống để bảo vệ cái này, chứ không là nó sẽ thấm nước đi vào ngược lại cho hộp gen và thấm xuống sàn các bạn. Ở đây đó Đạt làm ở đây cái sư tính đang hàng đây. Cho các bạn thêm cái thứ này. Thì ở đây Đạt cũng nói nè, các bạn thấy chỗ này có một rắc co nè, có nhiều bạn nói là nên để rắc co, và có nhiều bạn nói là không nên để rắc co. Thì tùy vào các bạn nha, tùy vào cái sản phẩm và tùy vào cái lượng nước đầu ra. Còn nếu mà các bạn làm rắc co thì điều đó là điều hiển nhiên tốt thôi. Nhưng bởi vì khi có rắc co thì các bạn bảo hành, bảo trì cái bồn này nó ok hơn. Ví dụ nếu lâu cái vị trí nè nó bị xì, thì các bạn tháo rắc co ra các bạn sao vệ sinh thôi, các bạn xử lý thôi, đúng không? Còn nếu mà nó không có rắc co thì các bạn cắt ra các bạn xử lý vẫn được bình thường nha. Nhưng mà sau đó các bạn phải nối bằng một cái nối, hoặc là các bạn thêm một cái rắc co nữa, tùy vào cái vấn đề và cái vật tư của bên chủ đầu tư cấp hoặc là mình yêu cầu các bạn ha. Còn ở bên này các bạn thấy ống PVC nè, cũng là ống hơi luôn. Thì nói chung là cái này không cần ống hơi cũng được nè. Cái vị trí bồn trên là không cần ống hơi, mình chỉ làm ống hơi ở trên nắp bồn thôi là được, không cần làm trên đường ống đâu. Cái này không cần làm trên đường ống. Và cái này nè thì chúng ta nên làm ống hơi, bởi vì nó khoảng cách nó dài các bạn.
chưa? Làm thẳng này, làm thẳng. Mục đích cái ống hơi này các bạn là chúng ta làm cho cái tốc độ nước nó xuống ở dưới thiết bị của mình là nhanh nhất các bạn nha. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ chống vấn đề là cái búa nước, có nghĩa là cái lực nước khi mà chúng ta tác động van á, thì cái lực nước đặc biệt là những cái bơm nước thôi, còn thật chất những cái nhà cao tầng nó mới xảy ra cái hiện tượng đó. Còn đối với cái hệ mà nhà chừng 2 tầng, 3 tầng thì cái lực nước nó không đáng kể để nó hư đường ống các bạn nha. Đó là những điều mà các bạn nên trải nghiệm. Ở đây một mình kỹ sư tính hàng thôi bạn. Các bạn thấy nè, cái đây là cũng sai lầm nè các bạn nè ha. Thì bởi vì cái đây là chúng ta sử dụng cho nước lạnh ha, nhưng mà chúng ta lại lấy cái ống nước nóng chúng ta làm, thì các bạn biết cái điều gì nó xảy ra không? Nhưng các bạn phải phụ thuộc vào tiết diện của ống nữa. Ví dụ như giả sử như các bạn nhìn thấy nè, cái ống mà nước lạnh á, thì nó mỏng, thì cái tiết diện bên trong á, cái tiết diện bên trong các bạn nó sẽ lớn. Còn cái ống PBR nước nóng nè, các bạn thấy tiết diện bên trong nó hình như nó nhỏ cỡ tầm 32 thôi ha, 32 thôi chứ nó không được là 50 luôn. Các bạn thấy nè, cái ống này là ống 40 nè, các bạn thấy ống 40 nè, còn ống này là ống 50 nè. Nặng ghê, ống nước nóng nặng đó. Các bạn nhìn thấy ống 50 nè, không? Thì các bạn nhìn thấy là hai tiết diện này nó gần như là tương đối luôn nè, các bạn thấy không? Nó gần như là tương đối luôn, các bạn nhìn nè. Cái ống 50 của mình đó, dưới so với cái ống 40, các bạn thấy tiết diện trong nè, 50 thì không nên ha, nó tốn phí. Các bạn thấy ống nước nóng nè, rất là dày luôn. Cho nên các bạn chú ý nha, cấp nước hoặc thoát nước các bạn sử dụng tiết diện trong ha, bên trong nè. Ha, còn tiết diện bên ngoài thì các bạn cũng chú ý nữa. Đây, kỹ sư tính đang làm đây. Lắp vòng nước có nhiều thứ để nói lắm các bạn. Để mình đặt cái máy rồi mình phụ cái sư tính nhé, cậu sư tính đuổi mình á. Có cái sư cũng 10 năm rồi mà. Đạt là phụ 10 năm rồi đó các bạn, mới vừa lên thợ à. Đạt mới vừa lên thợ được mấy tháng á. Phụ 10 năm, 12 năm, 13 năm rồi. Đi phụ không à. Còn các bạn đi phụ là các bạn học được nhiều hơn, nói thật. Nhưng mà đối với những người đi phụ á, là mình phải biết cách phụ. Vừa đó vừa làm gì cái sự năng lượng cả. Thank you.
Trời ơi, lấy kéo xịn cắt luôn hả? Trời ơi, kéo biết mua bao nhiêu không? 800 ngàn một cái kéo đó, chứ không phải ít rẻ đâu. Công nhân cầm cho. Các bạn thấy ở đây nè, anh em hàng nè, các bạn thấy cái mối hàng không? Cái mối hàng nó phải lồi ra nè, các bạn thấy nhìn chỗ này kỹ cái tay đạt nha, các bạn thấy nè, cái mối hàng nó mới lồi ra nè. Khi nó lồi ra thì các bạn mới đảm bảo được là nó không xì, như vậy là chưa được nè các bạn nè, các bạn thấy không? Cái này anh em là sao hấp tấp nè, bởi vì cái máy hàng của mình nó chưa đủ nhiệt mà hàng cái mối này nó mới nảy nè, cái mối này hàng vừa hàng đầu tiên nè, là cắm máy hàng cho chưa đủ nhiệt nè, hàng ẩu nè, các bạn thấy không? Quá ẩu luôn. Rồi các bạn thấy chỗ này nè ha, chỗ này là hàng tạm được thôi, bên này ok nè ha, này ok nè, những cái mối hàng này ok nè. Thì các bạn nhìn vào cái mối hàng là các bạn biết liền là cái máy hàng nó cái nhiệt nó tới đâu liền ha. Các bạn không nên nhuộm cái máy á, ví dụ mình trước khi hàng thật á là các bạn phải hàng thử, các bạn lấy một đoạn ống các bạn thử thử xem thử là nó có đủ nhiệt hay chưa, hoặc nếu đại bởi vì những cái máy nó không có cái chế độ chỉnh nhiệt các bạn ha, nên là các bạn chú ý cho mình cái chuẩn vị trí nha. Còn có những cái máy cho dù các bạn có chỉnh nhiệt cái chăng nữa, các bạn coi thử cái nhiệt ở trong cái máy đó nó dư hay là nó đủ, chứ không phải là chúng ta cắm đầu cắm cổ mà chúng ta làm đâu, cắm đầu cắm cổ làm là chết liền các bạn ha. Đó, ở đây các bạn thấy anh em mình là đang đấu cái bồn nước. Máy hàng xịn không? Các bạn nè, hàng nè, cái sự tính hàng nè. Ở đây Đạt không phải là chê anh em nữa, mà nói thật các bạn luôn. Đáng lẽ cái này nè, các bạn hàng gì là không phải là sai, nhưng mà không đúng. Các bạn hàng nhớ cái khoảng cách này nè, nó phải hở ra ít nhất một mối hàng, một hai mối hàng. Để sau này lỡ đâu chúng ta hàng hư thì chúng ta phải có, chúng ta sử dụng lại một phía tin. Nếu các bạn hàng hư cái mối hàng này các bạn cắt, thật sự là bỏ luôn. Hoặc các bạn cũng có cách các bạn lấy cái mối hàng ra, nhưng mà lúc đó nó không đảm bảo được cái chất lượng hàng nữa. Tại vì cách ở trên cái đó bồ nè, nó đủ không gian và khoảng cách cho các bạn làm. Chứ không phải nếu mà ở trong một cái như ở trong tường hoặc ở trong một cái góc nào đó các bạn không đủ không gian khoảng cách thì chấp nhận ha, nhưng các bạn ở trên này nè, các bạn đủ không gian khoảng cách thì các bạn nên để hở ra. Cái điều đó nó không có, các bạn được hàng sát đâu có ý nghĩa gì đâu. Các bạn nên hở ra một mối hàng hoặc hai mối hàng để chúng ta có sai thì chúng ta sửa, hoặc sau này có sự cố chúng ta sửa. Chứ bạn hàng gì là hàng như là mình hàng một lần thôi các bạn ha. Tốt nhất đó là những cái vấn đề và kỹ thuật phần những cái người mà mình đi làm á thì mình chú ý cái điều đó. Có nghĩa là có những cái khu vực nó đủ không gian và khoảng cách thì chúng ta nên làm để cho nó hơi dư một chút, sau này chúng ta dễ sửa chữa. Còn nếu mà cái khu vực mình không đủ không gian khoảng cách thì thôi ok, chấp nhận ha. Đó là những cái mà trong vấn đề thi công thì mình gặp đâu là mình cứ nói tới đó ha, để cho các bạn trao dồi những kiến thức thôi. Các bạn thấy ở đây mình có hai cái kéo nè ha, không phải dưới vị động phẩm nè các bạn ha, hai kéo. Cái này đây các bạn thấy nè, các bạn thấy ở đây không, Made in Japan luôn các bạn ha. Đây là Made in Japan luôn ha, Made in Japan nè ha, ở đây Made in Japan hai cái các bạn. Đó thì đó vui cho các bạn thôi ha. Đây là cũng là theo một cái hãng, có một hãng một thôi. Thì cái kéo này nè,
Đạt mua với cái giá là 800k các bạn ha, hơi cao đắt đỏ. Kéo này thì mua 600k rồi. hai cây, cây này cắt tối đa 42 à, mà cây này cắt tối đa là 32, thì hai cây. Chiều kéo ạ. Làm là phải chú ý các bạn à, chứ không phải là làm đạt làm ở đây á, là mình làm về vấn đề là kỹ thuật cao hơn. Tuy là không phải cao về cái vấn đề gì hết cả, nhưng mà chúng ta làm ở cái vấn đề kỹ thuật của mình á, nó nằm cao có thể nha các bạn. Tùy vào cái tiêu chí bên chủ đầu tư và tùy vào chủng loại vật tư mà mình có cái phương pháp thi công, cái phương án để chúng ta thi công cho nó tốt. Thì cái tính đang hàng cái rắc co các bạn nha, rắc co như tính đang hàng rắc co bơm á ha, rắc co bơm mấy hàng đó nó nhỏ nhưng mà nhiệt nó mạnh hơn, các bạn thấy có độ chỉnh đó. Còn mấy hàng lớn này không có độ chỉnh, thích cái mấy hàng lớn này hơn, bởi vì mấy hàng lớn này các bạn đúng cắm đủ nhiệt là nó tự ngắt ha, nó tự ngắt. Mấy hàng nó cũng tự ngắt nhưng mà mấy hàng nó không có hỗn, mấy hàng kia các bạn ngắt cũng nhiệt rất là lớn, thì lúc cái ống mình nó có nhiệt, cái fitting của mình nó nóng quá, nó chảy nước, mà chảy nước thì rất là nguy hiểm. Còn cái máy hàng này nè là các bạn hàng quá tuyệt vời luôn. Thì có nhiều ở trên YouTube có nhiều bạn hỏi về cái hiệu của máy hàng lắm, nhưng mà hỏi thì Đạt sẽ trả lời, nhưng mà trên video Đạt không có giới thiệu cho bất cứ một cái sản phẩm nào các bạn nhé, cho nên các bạn thông cảm.